hãy mau mau tránh ra, chỗ này để con lo cho. Mẹ hiểu rồi. Hey. Hả? Dimorphodon đang bị tấn công kìa. Những nhà thám hiểm tài ba, Dimorphodon đang bị tấn công. Hãy mau lên đường đi cứu họ ngay. Được. Ba và mẹ của em. Có phải ba mẹ của em không? Dạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dimo, em đừng lo lắng. Tụi anh sẽ đi cứu họ ngay bây giờ. Những nhà thám hiểm, lên đường. Lên đường. Hey. Bin, sức mạnh xanh biến hình. Phản lực, tấn công nhanh. Vicky, sức mạnh màu hồng biến hình. Thuyền máy lốc xoáy đáng yêu. Tomo, sức mạnh màu xanh biến hình. Xe nâng siêu mạnh. Jet, sức mạnh màu đỏ biến hình. Xe đua tốc độ biến. Những nhà thám hiểm, lên đường. Lên đường. À, chờ em với. Hả? Cho em đi theo với. Quá ra cửa chó lại thú vị đến vậy. Cảm giác thật tuyệt vời. Họ ở đằng kia. Tránh ra. Các cậu ơi, họ kia rồi. Ba ơi, mẹ ơi. Đi mua. Cẩn thận. Ba ơi, mẹ ơi. Con trai của mẹ, cậu có sao không? Mọi người có thể dừng tay được không? Thêm nhiều quả khác bay đến kìa. Ba ơi, mẹ ơi, hãy mau mau tránh ra, chỗ này để con lo cho. Mẹ hiểu rồi. Cậu nhóc đó là ai vậy? Sao có thể ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta? Chắc cậu ta là thủ lĩnh đó. Cậu ấy mạnh quá. Tại sao các cậu lại ném trái cây vào họ? Tại họ muốn ăn trộm trái cây của chúng tôi. Họ đâu có đến để ăn trộm trái cây đâu. Họ đang đi tìm đứa con út của họ mà. Thật sao? Vậy là tụi mình đã hiểu lầm họ rồi. Mình xin lỗi. Cảm ơn các cậu vì đã cứu con của chúng tôi. Không có gì, toàn bộ là công của Dimo. Không ngờ Dimo có khả năng tuyệt vời như vậy đó. Tuyệt vời lắm. Dimo à, nếu con không biết bay cũng không sao. Chỉ cần thoải mái và sống vui vẻ, tràn đầy hạnh phải phúc. Phải đó. Con vẫn luôn là đứa con ngoan của ba mẹ. Ba thật là tốt. Đi mau, nhớ là anh nói phải đón gió. Dạ, em biết rồi. Mình làm được rồi. Giỏi lắm con yêu. Wow. Những nhà thám hiểm tài ba. Xin chào. Nhấn đây để đăng ký kênh nha.